Ủa Trung ơi, nó đâu rồi ta? Trời ơi, tới giờ hẹn chạy đi điền kinh rồi mà đàn ông đàn an gì mà nó trốn đi đâu rồi? Ôi, ỉa đái gì giờ này không biết nữa. Trung ơi! Trung ơi, đâu rồi Trung ơi? Trung ơi! Đi quay qua kia coi có Trung bên kia không? Trời, nó đâu rồi? Trời ơi, trời, Trung ơi! Em đâu? Trời, tiền có cái cục gì đó giữa cái đồng không mong mạnh vậy? Ủa đó làm gì vậy má? Gì? Làm gì vậy? Quỳnh Phân. Ủa chúng chạy điền kinh mà Quỳnh Phân chi bà? Trời ơi, Quỳnh Phân cho ra đường cho đẹp, ra nắng đẹp, chạy điền kinh cũng phải đẹp chứ trời. Ủa chứ Quỳnh Phân là chút mà nó chảy mồ hôi nên nó chảy ra hết rồi sao? Chạy dậm lại sợ gì, nó quan trọng là mình phải đẹp. Đẹp chi? Đẹp chứ chi? Ai dạy mà nói câu điền gớm vậy? Trời không biết gì hết trơn á, chị Lâm Khắp Chi dạy là con gái là phải điều, hiểu không? Phải điều. Ủa mai chị là điều quá đấy má. Chị không điều nha em, chị tức hả? Tức bà nhậu đấy.